Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 475 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả của Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy dành ra chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, các đại thánh đều chú ý tới. Đối với bọn họ mà nói, giá trị của mệnh tuyển đại đế cổ tuyệt đối có thể điều mạng huyết chiến. Loại thần dịch này có thể kéo dài sinh mệnh. Vì sao không phải chỉ một mệnh tuyên? Chẳng đã là mấy vị thiên tôn táng cùng nhau, không phải nơi này là một cái hài bộ siêu cấp lớn đó chứ? Cựu vị ngạc đồng lẩm bẩm nói. Thời đại thần thoại có 9 vị thiên tôn. Đạo tôn, mỗi người đều vô cùng thần bí. Cuối cùng đi về đâu thì không ai rõ. Diệp Phạm cao mày lắc đầu nói. Khổ hải rộng lớn mình bồng biết bao, có thể so với một tình vực cổ, mà mệnh tuyền tuy lớn, so ra vẫn còn rất nhỏ bé. Diệp Phạm phỏng đoán, mệnh tuyền vô biên chân chính sắp khô cạn, mà những mệnh tuyền này chỉ tràn ra vài đoàn tiên tinh. Nếu như đã thời toàn thịnh nối lại cùng nhau, thì phải mênh mông vô số lần so với nơi đây. Hai ngày sau đó, Diệp Phạm, bọn họ gặp được mệnh tuyền thứ bảy nơi này đang xây ra đại chiến kịch liệt. Bốn làng quân kim xà, tang cổ, thôn thiên thú đều đang ngấm ngầm xem cuộc chiến. Là lão thủ lĩnh của ngưu ma tộc, hắn sắp bị đánh bại rồi. Địch thủ là một thân ảnh cường đại, mặc chiến y, mặt trên có đồ thư chẳng chịt. Toàn thân đều phát sáng, có một loại uy thế chí cường chỉ có tà độc tôn. Hắn là một cỗ thi thể nhưng mở mắt, ánh mắt sáng hừng hực khiến mọi người run sợ. Thận uy cái thế áp chế đã thủ lĩnh ngưu mã tộc. Tới sau, lại thân thể hắn không ngừng sống đại, huyết mạch kinh nhân, luân đầm đại đạo kêu vang không dứt. Cả người của hắn như là một vị cổ thần chân chính. Ngay cả sợi tóc đều phát sáng, tạo thành hình dạng như một vầng mặt trời màu vàng quanh đầu của hắn. Thần tộc sao? Hắn là một cổ thì thần tộc chân chính. Sân lầm bây giờ kích động, run giọng nói. Đây là thần vương chân chính, là huyết mạch thần tộc tới mấy chục đời mới có thể sinh ra một người. Mọi người đều kinh hãi, thần tộc mấy chục đời mới có thể xuất hiện thần vương. Người này thật đúng không phải là nhỏ, cũng không phải ngụy thần vương của các tộc khác. Thần vương chân chính gần như có thể nói là vô địch thiên hạ. Lão thủ lĩnh ngưu mà tộc là nhân vật tuyệt đỉnh trong lớp đại thánh, là nhân vật cường đại ngày nay nhưng vẫn không chống lại được, bị đánh đập phun ra một ngụm máu lớn, dù có kim cương trác cầm trong tay đều vô dụng. Cuối cùng, hắn bị đánh bại thân thể màu đen như ngọn núi lớn đụng vỡ nát hư không một cái sừng cực lớn bị thần vương tay không chặt đứt trời xuống dưới mang theo một mảng lớn hoa máu phụ một tiếng rơi xuống khổ hại lão ngự rống to một tiếng chấn vỡ thiền địa kim cương trác trong tay đánh ra một cái hắc động hắn nhảy vào trong đó bỏ trốn mất dạng thần vương chân chính lập tức biến thành một cỗ thi thể để mặc cho đại thánh trí cường của gừ mà tộc bày trốn có thể thấy được chiến lược của hắn khi còn sống. Quả thực khiến mọi người kinh sợ đến không dám nói gì thêm. Huyết mạch của chư thần chủng tộc cường đại trong vũ trụ quả là danh bất hư truyền. Thường thiền bá huyết, thần vương, người nào không phải là huyết mạch trí cường, thi thể của bọn họ lại trở thành người thủ hộ của mấy mệnh tuyển. Điều này làm cho mọi người vừa kinh nghi, vừa sợ hãi, trong đó có nhân quả gì chăng? Một ngày sau đó, có người phát hiện mệnh tuyển thứ tám thần dịch sáng lạng, tiền khí bốc hơi tràn gặp sinh cơ cường đại. Thành nhân đại chiến tại đây, cầm trong tay lượng thiên xích, tiên lệ lục kim sáng lấp lánh, hào quang chiếu sáng khắp khổ hải. Thế nhưng thánh linh trí cường vẫn bị đánh bại, thiếu chút nữa chết trong tay cổ thi thần bí. Thành nhân các cảnh giới chuẩn đế không còn xa lắm, vậy mà nửa người bị thương kia, dùng tay không bổ đất ra, chỉ may mắn mới có thể tránh được bột kiếp, thần huyết vùng vái trốn vào hư không. Đây không thể nghi ngờ là một khối phong ba gió lốc. Đại tuyệt đỉnh vương qua. Vượt qua khổ hải gần như đã đều bị đánh bại. Không có người nào có thể chiến thắng những thi thể kia. Chẳng lẽ là thi họa sao? Diệp phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vì sao mỗi một con suối đều có cổ thi thủ hộ và lại đều là tồn tại cái thế của thời đại cổ? Thường thiền bá huyết, thần vương, đâu có người nào là phàm tục. Ngay cả hắn đều có điểm hoài nghi. Chẳng lẽ Luân Hải còn có thể khôi phục sinh cơ. Thiên tồn cổ còn có thể sống lại. Bằng không, sao cần những thần chủ, các tộc này thủ hộ làm chi? Cuối cùng, mệnh tuyển thứ 9 cũng được phát hiện, cũng là một mệnh tuyển cuối cùng. Nó ở vào trung tâm được các mệnh tuyển khác bao quanh. Cả khu vực cũng rất rộng lớn, không thấy bờ bến. Thần quang rực rỡ, làm cho nhật nguyệt đều ảm đạm thất sắc. Mặt khác, tám chỗ kia, nếu xem là dòng suối, thì nơi này có thể xưng là mệnh hải, là một biển rộng lớn mà rực rỡ từng đợt từng đợt tiên khí bốc thẳng lên trời cao vượt qua khổ hải phàm là người không có ngã xuống đều tới được nơi đây bởi vì chỗ này có đại đế trí khí trí thần trí thánh trong bệnh hải được các đại thánh cảm ứng được tất cả đều tâm thần chấn động dừng lại nơi này hy vọng mỏ vớt lên ngay cả đại ma thần đế thiên địa thi đều nhiều ngày không thấy cũng đến đây xuất hiện trong vùng khổ hải này diệp phàm ngồi xếp bằng trên thuyền cổ cách từ rất xa quan sát khổ hải xương chắn hắn phát sáng toàn thân mồ hôi nhỏ giọt mệnh tuyền đại đế cổ không phải người bình thường có thể nhìn thấu mặc dù đã là cảnh giới thánh vương trong cơ thể có chảy xuôi máu màu vàng diệp phàm cũng phải cố hết sức mặt đau nhức chảy máu ra và nước mắt nữa sau đó gần như sắp nứt ra hắn vận chuyển bí quyết chữ giả chữa trị thường thế bằng không dù là thiên nhãn cũng có thể sẽ vỡ nát trong bệnh hải hỗn độn khí và tia chớp đan xen vào nhau vô cùng đáng sợ ta nhìn thấy bốn thanh kiếm tiên chúng tản ra sát khí tuyệt thế không thể tới gần các loại khí thế tuyệt thế này có thể hủy diệt hết thảy diệp hàm hai mắt nhỏ máu ngay vành mắt xuất hiện từng vết rạn nứt đáng sợ đó là sát khí dưới đáy biển gây nên thân thể hắn chấn động mạnh rất nhanh nhắm mắt lại không thể tiếp tục quả thật là bốn thành sát kiếm hai ngày này đã có ba vị đại thánh ngã xuống có năm người mang trọng thường chạy thoát, đều là sát kiếp gây nên. Bảng bác lộ ra vẻ mặt ngừng trọng nói. Âm! Đột nhiên, thần huy cực đạo tàn sát bừa bãi, khổ hải mênh mông đổi sóng cuồn cuộn, ngay cả tinh tú trên trời đều rung chuyển, uy áp lớn đau, làm cho đại thánh đều phải hít thở không thông. Một cái hồ đô thanh kim phát ra khí tức phong cách cổ xưa, đang muốn sống lại, nuốt nạp thiền địa, nhưng muốn thu lấy bốn thanh sát kiếm phía dưới tinh tú trên bầu trời đều ao ao rơi xuống, kịch nổi lên sóng lớn cao tới mấy chục vạn dặm. Đây là sao chứ? Mọi người đều sởn tóc gáy, đều un un rút lui rất nhanh. Đây là đế binh cực đạo, luyện thần hồ, thuộc về quang minh tộc. Lúc này, ngay cả các đại thánh đều sợ run, luyện thần hồ sống lại, dưới loại uy áp khủng bố này, bất luận kẻ nào đều không ngăn chống được, rơi vào tuyệt vọng. Mọi người đều rất không cam lòng, cổ tộc định tu lấy bình khí của thiền tồn cổ. Thế nhưng, hết thảy làm của riêng, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào ngăn trở. Đột nhiên, kiếm khí xuyên qua khổ hải xé rách vũ trụ, trực tiếp đánh rớt rất nhiều tình tú trên bầu trời. Trong mệnh hải, bốn thành sát kiếm sống lại, chém trà kiếm quang sát khí vô cùng tận, chấn động muôn đời, khiến chúng sinh đều phải sợ hãi. Luyện thần hồ bị bổ trúng, phát ra một tiếng ngân vang động, trong nháy mắt ảm đạm, mất đi vẻ sáng bóng, trực tiếp bay tung ra ngoài, vạch một đường sáng trên không trung dài tới mấy chục vạn dặm. Cái gì? Ngay cả cổ Hoàng Bình cũng bị đánh bay đi sao? Mọi người khiếp sợ. Bốn thành sát kiếm đều là binh khí của đại đế cổ. Điều này có mức rung động. Nơi này có bốn thanh binh khí của đại đế. Bốn thành sát kiếm chẳng đã nói trên đời thật sự có thông thiền giáo chủ của người này. Bảng băng, lồng tóc đều dựng đứng, tỏ ra dường như không tin được đâu chỉ có bảng bác sợ hãi, ngay đến cả Diệp Phàm cũng ngẩn người ra. Bốn thành kiếm tiền trấn áp trong mệnh tuyền của tiên tôn cổ, điều này quả thật là quỷ dị và đáng sợ. Người trong phòng thần diễn nghĩa thật sự tồn tại ở hậu thế sao? Không có khả năng. bằng bác dùng sức lắc đầu lẩm bẩm. Khí tức của bốn thành sát kiếm cực kỳ mãnh liệt, như là cánh cửa địa ngục mở rộng, như hồng hoang mạnh thú chạy tới. Kiếm khí cuồn cuộn dựng thẳng lên, trời sụp đất nứt, rất nhiều tinh tú trên bầu trời bị đánh rơi xuống trong khô hải bầu đen sóng biển ngập trời bọt sóng cao tới mười mấy vạn dặm mặt tinh tú thì như cắt bay đá chạy rơi xuống cảnh tượng vô cùng khủng khiếp loại khí tượng này loại bá đạo này loại sát khí này thật có thể nói là kinh động vạn vực sự này hiếm thấy tối thiểu đại thánh cũng chỉ tồn trẻ tuổi ở đây đều là chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt đây là cảnh tượng khủng bố của đại đế binh trần chính hoàn toàn sống lại sao? Thật sự quá mức trung động, đại thánh đi lên đều sẽ như con kiến bị kiếm khí chém cho nát bét. Một vùng thiên địa khác, luyện thần hồ bị đánh bay ra ngoài mấy chục vạn dặm, vãi ra hào quang xanh vàng rực rỡ, mông lùng bờ ảo. Nó nguyên vốn là sắp sống lại hoàn toàn, kết quả đã bị chém bay đi, vẻ sang bóng ảm đạm đi không ít. Trong biển xuất hiện một lão nhân, một đường đuổi theo tới, lão có bốn khuôn mặt, lúc này không ngừng ho ra máu, vốn toàn thân lão là ánh sáng, lúc này lại run rẩy, vầng hạo quang thu liễm đi. Đây là di trình đại thánh của quang minh tộc, đã tu đạo 6.500 năm. Ngày nay cũng phải chật vật như thế, thiếu chút nữa ngã xuống trong biển. Sau khi tiết ra luyện thần hồ, bản thân của lão cũng rời đi đủ xa, nhờ vậy mới tránh thoát một hồi sát kiếp. Nếu lão ở gần luyện thần hồ, hắn đã trở thành tro bụi, phải chết không thể nghi ngờ. Tại sao có thể như vậy? Di Trình tóc tai bù xù, vết máu loàng lộ, mặt đầy vẻ không tin. Lão đường đường là đại thánh tế ra luyện thần hồ. Đây là binh khí cổ hoàng danh chấn muôn đời, nhưng lại không dẫn tới được chút hiệu quả nào. Ngược lại, tiêu chút nữa bị đánh chết. Bốn thành kiếm kia đều là binh khí của đại đế, uy lực tuyệt luân, khí tức sát phạt khiến bây giờ còn kiên đáo khiếp sợ. Bốn thành kiếm đó cũng không có người nào vận dụng như thế nào có thể còn khủng bố hơn so với tiền hồ do một vị đại thánh tế ra. Di Trinh đứng bên cạnh hồ lô, thành kim yên lặng, đều điều tức. Thần thể của lão óng ánh bảo huy, vết máu trên toàn thân biến mất, thân thể chậm rãi khôi phục trở lại. Xong đỡ khắc, Di Trinh mở lại hải vực. Lúc này, mọi người đều vô cùng cảnh giác đối với lão, vì trên người lão có đê binh, ai đấy đều kiêng kỵ. Khổ hải bầu đen dần dần bình tĩnh trở lại không hề có tinh tú rơi xuống nữa, nhưng sát khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mà thu vào trong mệnh tuyển trong suốt sáng lạng kia. Đệ uy của cực đạo, đây là một sự thực không thể bàn cãi được. Hơn nữa là bốn thanh đế kiếm khiến trong lòng mọi người rung động, vừa có một loại nóng cháy, vừa có một loại sợ hãi sâu sắc. Chư vị đều thấy rồi đó, trong biển có đại đế binh, không phải lực một người có thể đoạt được, không bằng chúng ta liên thủ, các vị thấy sao? di trình đại thánh của quang minh tộc lên tiếng truyền âm cho mọi người. Mọi người gần ra, có không ít người trong mắt phát sáng, dù biết hợp tác với một người nắm giữ đế minh thật sự rất là nguy hiểm. Di trình cất tiếng nói tiếp, các vị không cần hoài nghi, ta cũng không có ăn ý gì đâu. Người ở đây đều là thiên kiêu, một quang minh tộc ta chẳng lẽ dám đắc tội với toàn bộ sao? Lão muốn liên hợp tất cả đại thánh, trùng sức thúc động luyện thần hồ, để nó toàn diện sống lại trần áp bốn thành kiếm tiền kia, số cuối cùng làm thế nào phân phối sẽ bản tính sau. Một vài người ý động, quang minh tộc mặc dù có cường đại mấy đi chăng nữa, cũng không dám là địch với tất cả cường tộc, cũng đáng để thử thời vận một phen. Trong nguồn vệnh tuyền đã có bình khí đại đế, nói không chừng, phía dưới còn có thể có cổ kinh, có pháp khí, tiên dược gì khác nữa, được mệnh tuyền của tiên tôn cổ tầm bổ, tuyệt đối đều là vật nghịch thiên. Các đại thánh thường lượng, còn các trí tôn trẻ tuổi đều lại né tránh ra rất xa. Vạn nhật, lão già nào đó phát cuồng, dùng đêm bình giáng cho họ một đòn, thì dù có trí bảo cũng không trốn thoát được. Dù là bốn lang quân kim xà, thôn thiên thú, tàng cổ là nhân vật cường thế và tự phụ như vậy, cũng đều hạ thấp mình xuống, đứng ở xa xa, trên không trung, yên lặng ngóng nhìn, im lặng chờ kết quả. Người nói xem, người này thực sự là thông thiên hay sao? Bảng bác cất tiếng hỏi. Phong thần diễn nghĩa là một bộ tiểu thuyết thần ma, không thể tin tưởng. Ở trong đạo giáo chân chính và trong thần thoại Trung Quốc cổ xưa cũng không có thông thiên này. Vì vậy bằng bác thực rối rắm. Không có. Diệp Phạm lắc đầu, sau đó trầm ngâm rồi nói. Cũng coi như có. Có ý gì? Bằng bác cả kinh. Trước tiên cứ nhìn xem một lúc rồi nói sau. Xem bốn thành sát kiếm kia mạnh đến mức nào. Diệp Phạm nói xong, liền cùng đám người bằng bác, lòng má, lùi ra thật xa, không nghĩ là bị cuốn vào trong đó. Tốt lắm, chư vị đạo huynh. Chúng ta cùng nhau điền thổ, tốt xấu gì cũng có thể thu được một phần tiền dịch. Nếu như có thể mở ra nguồn dòng suối này, thu hoạch sẽ không có ai sánh bằng. Di Trình cất tiếng nói. Bọn họ bàn bạc, sau đó cộng tất cả bốn vị đại thánh chuẩn bị điền thủ với lão. Còn những người khác thì tiếp tục đứng ngoài quan sát, không muốn lập tức đứng ra tỏ thái độ bởi vì bốn thanh sát kiếm quá mạnh mẽ. Vừa rồi tự chủ sống lại, đánh cho thần hồ thành kim bay tung đi, khiến bọn họ thập phần kiêng kỵ, thậm chí có một loại sợ hãi. Có đại thánh cá biệt hoài nghi, bên trong mệnh hải có lẽ còn có vật sống, có thể là tồn tại khó đường, là người chủ đạo bốn thanh kiếm, bằng không sao có thể cường đại như thế. Vì vậy, họ vô cùng thận trọng. Luyện thần hồ sống lại, cả vật thể có màu vàng xanh rực rỡ đến lóa mắt, hiện lên từng đạo sóng gợn như tiền vũ, tán phát ra thần uy cực đạo. Bầu trời nhật nguyệt tình tú đều đại động. Nó là dùng vũ hóa thanh kim luyện chế mà thành. Thần linh bên trong thức tỉnh, để khi lưu chuyển, uy thế chấn động chín tầng trời. Nơi miệng hũ phun ra nuốt vào hào quang, xuất hiện hỗn độn khí, có đạo đạo tinh hà lưu chuyển. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Đây là binh khí đại đế, đuột nạp vũ trụ. Tinh hà chứa bên trong, có thể luyện hóa hết thảy vạn vật thế gian, chỉ riêng loại dao động này đã khiến đại thánh đều phải quỳ sát xuống. Lần này di trinh đại thánh của quang bình tộc không có tự phụ làm việc, mà chậm rãi thúc động trong luyện thần hồ sống lại, từng bước hướng tới cực điểm, để thần linh chân chính tỉnh lại. Hơn nữa, lão cũng không có định một hơi nuốt hết bốn thành sát kiếm vào trong hồ lô, mà trước chia tách ra nhận chuẩn bộ thành. Thế nhưng sự việc cuối cùng ra ngoài dự đoán của mọi người thiên địa này bỗng nhiên nổi lên sấm rền chớp giật, như là có thần ma đang kêu gạo. Âm một tiếng vô cùng lớn, bệnh hải kia trực tiếp bị cắt xé ra. Phía dưới bốn thành kiếm tiên cũng chấn động, khí tức sát phạt còn nồng đậm hơn, kinh động chín tầng trời, mười tầng đất. Kiếm khí cuồn cuộn như luồng khói, lại giống như một ngàn vạn ngân hạ buông xuống, mờ mịt khôn cùng, tan rát bừa bãi thập phương, chủ động công phạt về hướng luyện thần hồ. Mọi người ra đầu đều run lên, loại ủy thế này làm thế nào mà ngăn cản giống như đại đế cổ trần chính sống đại không thể nào kinh nhơn điều này làm cho mọi người khó hiểu trong nguồn vạnh tuyền kia vẫn không nhìn thấy sinh linh bốn thanh kiếm làm thế nào có thể sống lại tự chủ công phạt cơ chứ bốn vị đại thánh tham gia lần này đương trường liền có ba người bỏ chạy không có lực đối kháng nên lựa chọn buồng bỏ chỉ còn lại có một người chung sức với di trình vận chuyển thân hồ tuy nhiên cũng bị chấn bay ngược ra. Lần này luyện thần hồ bị kiếm khí bổ trúng, cặp vật thể sáng rực lên, chống đỡ được một phần uy áp, nhưng vẫn như cũ bị đánh bay ngược lại. Lần này Di Trinh không có may mắn như vậy, cả thân thể lạo đẫm máu, giống như là một bù nhìn bay xéo ra bên ngoài, nguyên thần thiếu chút nữa nứt ra, làm hai nửa, toàn thân rách tung tóe. Vị đại thánh kia cũng bị phun máu tươi, vừa nhìn thấy tình trạng này cũng không nói một câu, bay đi chạy trốn thục mạng, không chịu hợp tác nữa lại thêm một lần công cốc. Di Trinh thiếu chút nữa ngã xuống. Nếu không nhờ lần này chuẩn bị đầy đủ và lại cách rất xa thần hồ, điều khiển cự đi cách xa, thì có lẽ thật đúng là một bộ xương cũng không còn thừa đại Tại sao lại có thể như vậy? Di Trinh tự nói, luyện thần hồ có người khống chế mà còn kém bốn thanh sát kiếm vô chủ sao? Đột nhiên, nửa thân mình lão nổ tung, rồi sau đó nửa thân trên cũng tật tật vỡ nát, hóa thành màn sương máu nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều sờn tóc gáy các đại thánh đều khiếp sợ cuối cùng truyền đến một tiếng vàng nhỏ xương trán lão vỡ nát tiền thải tàn rã. nguyên thần bị dập tắt bị hủy dưới một lũ kiếm khí sát phạt đáng sợ kia đây là trong luyện thần hộ tràn ra vừa rồi bốn thanh kiếm bổ tới kiếm khí mở mịt rót vào trong hồ lô đúng lúc này di trình đến gần tự nhiên đã xảy ra tai họa bốn thanh kiếm này thật khủng khiếp ngay cả các đại thánh đều kinh sợ theo. Ăn một tiếng, đột nhiên luyện thần hồ phát sáng, cả vật thể rực rỡ, tự chủ bay trở lại, nhằm về phía mệnh hải. Mọi người ngẩn ngơ, rồi sau đó ngạc nhiên vui mừng. Hiển nhiên thần linh trong thần hồ thức tỉnh, tức giận lên rồi, chủ động công phạt, một phần cao thấp cùng bốn thành sát kiếm kia. Khu vực này lập tức vỡ nát, cái gì khổ hải, cái gì mệnh tuyền đều không chịu nổi bột kích của thần uy cực đạo. Tiền chấp hỗn độn bay múa, khủng bố tích cực hạn. Âm một tiếng nữa, giữa một kích vạn vực chư thiên đều run rẩy Phía trên rất nhiều tình tú dập nát, cũng ào ào rơi xuống. Sóng biển khổ hải cuồn cuộn bốc lên tận trời, đánh lên chỗ sâu trong vũ trụ. Một luồng hào quang màu vàng xanh rực rỡ, lao ra khỏi khổ hải, xé mở hư không, chìm sâu vào tinh vực, biến mất trong vũ trụ. Mọi người đều rung động, không có người nào biết luyện thần hồ cùng cổ binh tiên tôn đã xảy ra va chạm như thế nào nhưng cuối cùng nó rút lui lại rành rành trước mắt mọi người tình vực sụp đổ rất nhiều tinh tú bị đánh rơi xuống chìm vào đại dương mênh mông tối đen khắp tình vực đều rung chuyển mau nhìn kìa trên thân bốn thanh sát kiếm có một bức cổ đồ đó là trận đồ thì ra là thế trận đồ của đại đế cổ kết hợp với bốn thanh sát kiếm tự nhiên là vô địch trên trời dưới đất rồi trên đời này không ngờ có trận đồ của đại đế lưu lại quả thực là nghịch thiên chẳng lẽ đúng là người kia ư? Ta nghĩ ta có thể biết là ai. Các đại thánh đều rung động, nhóm chi tôn trẻ tuổi cảm xúc phập phong, toàn bộ lộ vẻ kinh sợ. Không có lý nào, thật sự là hắn ư? Trong mắt của bảng bác bắn ra tia sáng hoàng mạng khó tin. Không có người thông thiên giáo chủ này, nhưng cũng có thể nói là hắn. Diệp Phong lắc đầu, lộ ra dị sắc, nói tiếp. Thông thiên giáo chủ trong phòng thần diễn nghĩa, nguyên hình là linh bảo thiên tôn trong đạo giáo hết thảy nơi đây hẳn đều có liên quan với hắn đạo giáo có linh bảo phái mà vị linh bảo thiên tôn là một trong tam thanh là một vị thiên tôn cổ ở thời đại thần thoại trung quốc cổ có không hề ít truyền thuyết về hắn sau này được hậu nhân suy diễn theo cách nói rồi ghi trong sách thật sự là thông thiền giáo chủ đó hẳn không phải là trận đồ tru tiên mà bốn thanh chủ tiền kiếm chứ bảng bác mở to hai mắt kiến thức thần uy cái thế của bốn thanh kiếm vừa rồi, máu huyết hắn sôi trào. Sai rồi, người hẳn phải gọi hắn là linh bảo thiên tôn. Xác thực mà nói, cũng không có thông thiền giáo chủ đâu. Diệp Phạm nói ra. Xa xa, chư đại thánh cũng đang bản luận. Mỗi người đều lộ thần sắc kích động. Tất cả đều vô cùng rúng động. Bọn họ không biết về bốn thanh kiếm, nhưng căn cứ theo sách cổ ghi lại, nhận ra trận đồ. Là linh bảo thiên tôn, không thể tưởng tượng được đây là khổ hại của hắn, trong bệnh tuyền có dưỡng sát trận đồ. Theo sách cổ có ghi lại, Linh Bảo Thiên Tôn tiền từ ngút trời, thận uy cái thế, hắn từng tế luyện ra một tấm thần đồ, dựa vào nó, mặt thành đạo, quét ngang chín tầng trời, mười tầng đất, độc tôn trên trời dưới đất. Tục truyền rằng, hắn cũng từng nếm thử luyện bình khí, nói rằng phải luyện chế thành sát kiếm kết hợp với trận đồ, thì có thể dựa vào đó đánh vào tiên vực thành tiên lúc tuổi già tất cả tinh lực hắn đều dồn vào sự việc đó theo truyền thuyết hắn chỉ cần luyện ra trận đồ kết hợp cùng cổ bình thiên tôn đến lúc đó sẽ đắc đạo thành tiên ngày nay bốn thành sát kiếm xuất ra kết hợp cùng trận đồ chẳng lẽ hắn đã thành tiên ư mọi người vừa kinh hãi vừa hâm mộ vừa nghĩ tới kết quả phía sau giả tóc đều phát ra tề dại không có khả năng không có khả năng luân hải của linh bảo thiên tôn còn ở đây chứng tỏ hắn đã tỏa hóa, thân thể nằm ngang trong vũ trụ mình mồng khôn cùng. Như thế nào có thể thành tiên cơ chứ? Điều đó cũng không chừng. Nơi này có lẽ là một phần thân thể của đại đế lột xác sau khi thành tiên. Theo sách cổ ghi đại, Linh Bảo Thiên Tôn từng nói qua, chỉ cần trận đồ cùng cổ binh Thiên Tôn đồng toạt xuất hiện, hắn có thể đã thành tiên. Các đại thánh không còn người nào có thể bình tĩnh. Bốn thành sát kiếm này cộng thêm trận đồ, đại biểu cho một loại lực lượng cực cảnh đáng sợ thiên tôn cổ từng mong dựa vào nó để mà thành tiên diệp tử phải nghĩ biện pháp đoạt lấy trận đồ trù tiên cùng bốn thành sát kiếm vào thay bạn bác xoay xoay nói với ánh mắt nóng cháy nhìn diệp phàm vô cùng cầu khẩn diệp phàm lắc đầu nói đừng nên đặt tên loạn bậy không có người tên thông thiên này gọi nó là linh bảo trần đồ và bốn thành sát kiếm còn không sai biệt lắm không bằng ta đổi tên là thông thiên như thế nào bàng bắc hai trong mắt sáng rực, tâm huyết sôi trào, có một loại khát vọng đối với bốn thành kiếm tiên và thần đồ. Trận đồ cùng sát kiếm quá lợi hại, nếu lấy được vào tay, sau này có ai sợ ai chứ? Hắn cùng với Diệp Phàm còn có thể tung hoành trên trời dưới đất, gặp gỡ các đại thánh đều có thể một kiếm chém chết. Diệp Phàm gần ra mà nói, ở trong luân hải của thiền tôn cổ, tốt hơn là đừng nói lung tung. Kiếm khí cuộn cuộn, tinh hà buông xuống, vũ trụ đất vỡ tứ phương, tinh tú nổ nát, thỉnh thoảng rơi xuống. Kịch chiến, khổ hải bão đen này đều lần nổi lên sóng biển ngập trời, chảy ngược vào chỗ sâu trong tình vực. Dưới kiếm trận này không có gì không phá, không có gì có thể ngăn cản, như đã địa ngục xé mở một cánh cửa lớn, tuôn ra sát khí ngập trời, mờ mịt không có giới hạn. Linh bảo thiền tồn quá khủng bố, lưu lại đế binh và trận đồ không người nào có thể lấy được. Người mà Vương thở dài, Lúc đó hắn đại chiến cùng với cổ thi thần tộc bị chặt đứt một cái sừng nhưng cũng không nghiêm trọng cho lắm mọi người rốt cuộc hiểu được vì sao bốn thanh kiếm tiên vẫn còn lưu lại nơi này mà vẫn chưa bị người ta lấy đi hiển nhiên là quá khó khăn không ai có thể động tới kiếm khí như sóng thần lúc này thiếu mục tiêu công kích rốt cuộc chậm rãi thủ điểm cuối cùng ngưng lại trong một tuyển nhãn ồ trận đồ kia là hư ảnh cũng không phải là chân thân mọi người kinh ngạc có đại thánh nhìn thấy cảnh tượng chân thật này. Diệp Phạm cũng mở thiên mục, liều mạng, hai trọng mắt bị hào tổn, xuất hiện từng vết rách màu máu, bắn ra hai tia sáng lạng, xuyên thẳng xuống trung tâm hải vực. Mặt trên của trận đồ khắc phủ văn đại đạo cổ xưa, mặt thần bí, như là vũ trụ sâu sắc, lại giống như là đại đạo tự thành, ẩn chứa đại sát kiếp, thiền địa, làm cho nó thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Cùng lúc này, trận đồ mơ hồ giống như một hư ảnh, lạc ấn ở trong bệnh tuyển nhãn, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Không phải là chân thật chứ? Sai rồi, thật sự là có trận đồ. Tuy nhiên không có ở nơi đây, chỉ đã lưu lại một hư ấn. Thời các mấu chôn có thể hiền hóa ra thần uy, làm thức tỉnh bốn thành kiếm thôi. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, đồng thời trong lòng là một lần nữa sôi động. Trận đồ đặt ở địa phương nào? Vật mấu chốt nhất đó đều thủ được, nó không chừng có thể dựa vào nó để mà kế thừa đạo chính thống của linh bảo thiên đôn. Tới thời điểm đó, trận đồ bốn thanh sát kiếm, cổ kinh gom lại một chỗ, trở thành thân tăng trí cường. Trận đồ là vật mấu chốt, lấy được nó mới có thể nắm giữ hết thảy, không biết nó trồn dấu ở chỗ nào. Ánh mắt của mọi người nóng bỏng, lại phấn chấn hẳn lên. Trận đồ biến mất, bốn thanh sát kiếm bình tĩnh lại, trong biển sóng êm gió lặng. Nhưng nếu còn cố tình cảm ứng hoặc là đến nơi gần, vẫn như cũ sẽ cảm nhận được sát khí đến tận xương. Diệp tử, ngươi cảm thấy ta đổi tên thành thông thiên có được không? Bảng bác nói. Diệp Phạm suy nghĩ rồi nói. Cái này không tốt lắm đâu, không có người này cũng không nên tạo ra. Vì sao vậy? Bảng bác có hiểu mà nói. Diệp Phàm đáp. Thiên tồn cổ, đại đế vì theo đuổi trường sinh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ta sợ đến cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Bảng bác ngạc nhiên hỏi. Người cho rằng chân thân thông thiên giáo chủ sẽ còn xuất hiện ư. Ta không nói như vậy. Diệp Phạm lắc đầu, nhưng dù sao vẫn cảm thấy thứ này là một loại cấm kỵ. Tốt hơn là ít động chạm tới là hay nhất. Trong mấy ngày kế tiếp, mọi người cố gắng mọi cách nghĩ ra đủ loại biện pháp thủ lấy bốn thành kiếm tiên, nhưng toàn bộ đều thất bại. Trong thời gian đó lại có một vị đại thánh ngã xuống. Hắn Bù lợi xuất ra một khối hóa thân, đi vào và đã rước lấy sát kiếp, làm cho chân thân cũng ngã xuống. Điều này khiến cho mọi người đều kinh sợ. Kiếm khi loại này sánh ngang với đại đế cổ ra tay. Ở niên đại không có đế, ai có thể tranh phòng chứ? Luyện thần hồ đều bị đánh bay, mọi người cũng không dám tới gần nữa. Kế tiếp, hồ đạo giả nhân tộc, ngư ma vương, ta thần cổ tộc, tất cả đều tra tìm sách cổ, tìm đọc thần điện, muốn từ trong sử sách tìm kiếm một ít mảnh mối và chỗ sở hở. Thế nhưng thời đại thần thoại quá mức lâu đời, đừng nói là tìm được phương pháp khắc chế chính là bình khí của thiền tôn cổ, thậm chí là tên tuổi của họ ở trong sử sách đời sau, đều ghi lại không tỏ tưởng, không thể liệt kê ra toàn bộ. Nghe nói trong cửu bí, có bí quyết chữ tổ là do linh bảo Thiền tôn khai sáng, có liên quan đến thần văn, đạo ngân, pháp phủ, các thứ, có thể nói là thủy tổ của pháp trận, là thủy tôn sát trận cường đại nhất xưa nay. Ngày nay, chư Đại Thánh tìm hết sách cổ, thông qua các loại dấu vết, để lại đủ loại cách nói xác minh, cái này càng làm cho người ta nhức đầu thêm nữa. Điều này có ý nghĩa, không thu được trận đồ thì bất lực, gần như không thể phá giải sát trận này. Phòng trừng dù có một vị đại đế sống lại cũng phải đau đầu một trận với nó. Mặc dù sát trận này không có người chủ đạo, tất cả đại thánh trong vũ trụ đến đây cũng phải bị chém chết. Đây là mọi người cho ra kết luận. Tìm khắp cổ hải, từ mấy mệnh tuyển nhãn khác, đáng tiếc cũng không có thù hoạch, cũng không thể bong dáng trận đồ mọi người gần như tuyệt vọng. Bốn thành sát kiếm chìm ở địa phương này, vô tận năm tháng, Thủy Trung không người nào lấy đi, quả nhiên có đạo lý của nó. Mọi người chỉ có thể than nhẹ như vậy. Chư Hùng ở trong này trì hoãn nửa năm, nhưng cuối cùng không có tiến triển chút nào, chỉ đành gửa mặt lên trời thở dài, rồi lựa chọn rời đi. Rất nhiều người rời đi từ trước, như Tàng Cổ, Bốn Làng Quần Kim Xà, Đế Thiên, Thực Kim Thú, họ phi thường khuyết đoán, biết đường không thể làm gì, lập tức rời đi tới chỗ sâu nhất trên khổ hải, muốn giành trước tới bờ đối diện. Kết quả lại ra ngoài dự đoán của mọi người, bao gồm cả đại thánh đều vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ xuất phát từ mệnh thuyền, dựa vào thuyền cổ vượt qua, nhiều lần xuyên qua thông đạo hư không, vượt qua phạm vi rộng lớn, có thể so với một tình vực. Cuối cùng tới bờ đối diện, kết quả cũng chỉ là tình không không bờ bến, hoàn toàn không phải là nơi cư ngụ của chư thần. Trước sau cộng hết thời gian, đã qua một năm, lại thu được một kết quả thế này, làm cho mọi người đều không còn kiên nhẫn. Cái gọi là sinh mệnh cổ địa, ở nơi nào? Mọi người đều giận dữ. Đây chẳng lẽ là một âm mưu, là cổ nhân đùa dẫn người đời sau ư. Không thể theo lẽ thường mà vượt qua. Nếu khổ hải là một bộ phận thần thể của thiên tôn cổ, vậy nơi cương ngủ của chư thần có thể hay không sẽ là... Khổ hải, mệnh tuyên, thân kiêu, bỉ ngạn, đây là bốn tiểu cảnh giới của bí cảnh luân hải đối ứng với thân thể của người nếu muốn vượt biển mà qua như vậy cần vượt qua thần kiều không phải không có người nghĩ tới trên thực tế từ lúc phát hiện mệnh tuyển nhãn đã có người thôi diễn như vậy cũng từng tìm kiếm thần kiều đáng tiếc đều là thất bại chấm dứt tới cuối cùng mọi người không thấy được bờ đối diện phi công một năm vượt qua đại dương mênh mông màu đen cuối cùng lại quay đầu đại suy nghĩ biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, còn bà nó chứ. Bảng bác cất tiếng nguyền rủa. Mọi người quay đầu đi về, không thể không than thở. Cô hải thật sự cần quay đầu lại, không thể vượt qua đến tận cùng nữa. Nhắn lên một cái đã qua 5 năm, năm. Trong đại dương mênh bông màu đen kia, đã chết rất nhiều người. Có gần cả trăm tộc phái cao thủ đi vào, kết quả chỉ đều lại máu và xương. Không có thuyền cổ dứt khoát không thể ở lại đâu dài. Bất kể là nước biển màu đen hay là không gian này đều sẽ làm suy yếu đạo hạnh và pháp lực của mọi người. Chỉ có dừng chân ở trên thuyền mới có thể bảo đảm không có việc gì. Trong 5 năm, năm này, Diệp Phàm chuyên cần tu luyện, ngày ngày ngộ đạo, tu vi dần dần tịnh tiến, cũng từng phát sinh huyết chiến, thậm chí bị đại thánh đuổi giết nhưng vượt qua những huyết kiếp đó. Tên khốn hôi giao còn cóc chết tiệt, cùng với con chó tay xài kia, chờ ta trở thành đại thánh, không lột ra sống các ngươi không phải làm người. Bang bác toàn thần đẫm máu, căm giận mà nguyền rủa. Mấy năm qua, Hồi Giao, Kim Thiềm, Thiên Cậu, mấy thu tồn cổ từng bám rết, truy giết bọn hắn, không tha. Vừa rồi lại tranh thoát một kiếp. Trong thời gian này, đám người Diệp Phàm cũng từng va chạm với rất nhiều trí tôn trẻ tuổi, cùng với gần cả trăm tộc, phát sinh rất nhiều đần đại trên đẫm máu. Bọn họ đã trải qua máu huyết thành tẩy. Trung nhân thì thổi diễn quỹ tích của thần Kiều đến xuất thần nhưng cũng không có cách nào làm cho nó hiện ra. Cần phải mệnh tuyền dâng lên phun trào mới có thể xây dựng, đối thẳng với bờ đối diện. Đây cũng là tương ứng với bí cảnh của nhân thế. Sau năm tháng dài lâu trôi qua, mệnh tuyền sao còn có thể dâng lên phun trào? Ngày nay đều đã sắp khô cạn. Vô số thần dịch nhìn thấy so với khổ hải mênh mông còn nhỏ bé kém xa. Ta đi vào mệnh tuyển nhãn nhìn xem thử. Diệp Phạm cau mày. Cuối cùng hắn làm ra một quyết định muốn lấy thần phạm hiếm thí nghiệm thế nhưng tiến vào trung tâm bệnh tuyển nhãn tốt lắm ta sẽ đi cùng ngươi Trường đất trận đổ trù tiền sau vượt thần kiều tới bờ đối diện bảng bạc cất tiếng quả quyết diệp Phạm kiên định lắc đầu nói không ổn như vậy quá mạo hiểm ta tuy có cái đèn thần người mặt quỷ hiểu được độ nhân kinh nhưng sát khí của bốn thanh kiếm quá mạnh dù sao ta chỉ là ở bên ngoài thử xem sao cũng không có chân chính đi vào có lẽ không có vấn đề gì đâu nếu là pháp khí và kinh văn của thông thiền giáo chủ đương nhiên có thể có cảm ứng với bốn thanh kiếm của hắn đều lại sẽ không ra tay với chúng ta đâu bảng bác nói diệp phàm duy nhất cậy vào chính là nơi đây luân hải của đinh bảo thiên tôn hắn có cổ khí này cộng thêm có một bộ pháp kinh cảm thấy nhất định có nắm chắc để mà đi vào trên khô hải hắc vụ lượn lờ ẩn chưa sát khí chỉ có nơi trung tâm đó khí trời bốc hơi hào quang sông thẳng lên trời cao đời đó có tiền khí bừng bừng rực rỡ lóa mắt mệnh tuyền cuồn cuộn như thiên tuyền phun trào cái loại chất lỏng trong suốt này khiến hắn có cảm giác như sắp mọc cánh thành tiên xương cốt toàn thân như được tắm trong suối ôn nhuận thân thể nhẹ nhàng thư thái tình khí thần nỏ đổ tiền thái tự chủ pha trả đạo âm Diệp vàm tụng độ nhân kinh bên cạnh treo đơn lửng chiếc đèn đồng thau khi đến gần trung tâm mệnh tuyền hắn có cảm giác như xương cốt của mình sắp nứt ra dường như lập tức sẽ bị hủy diệt. Chiếc đèn thân người mặt quỷ nổi giận lầy động. Bức đèn xuất hiện một lão nhân nhỏ khô cằn và trông thật uy dị, giống như ngồi xếp bằng nơi đó, tụng độ nhân kinh. Ngọn lửa của ngọn đại thần thoại đều sáng bừng lên. Ở giờ khắc này, sát khí tu điệm đi, cảm giác thân thể sắp vỡ nát, biến mất. Diệp Phạm được bao bọc giữa ánh lửa bông lung, đi dần đến gần mệnh tuyển. Vạn vật mẫu khí đỉnh treo trên đỉnh đầu hắn, trong tay cầm miếng đồng xanh, thần khoác tiền trần đồ lấy được từ vãn long xào. Lúc này, hắn mới theo cổ đăng tiến vào bệnh tuyển. Ngay khoảnh khắc mới vừa đi vào, lập tức lỗ chân Đồng hắn thử giãn, toàn thân thần lực mềm bồng tăng lên mấy chục lần. Thần dịch bao phủ lấy ngọn đèn, giống như là sắp mọc cánh phi thăng. Điều đó làm cho hắn cảm thấy thật lạ. Xa xa, bàng bác lòng mã đều khẩn trương nhìn theo, thấy hắn bình an mà đi vào không có bị bốn thanh kiếm chủ tiền công kích, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhóm. Diệp Phạm tự mình cũng thở phào một hơi, ra hiệu cho bọn họ, ý bảo không cần lo lắng. Chiếc đèn thân người mặt quỷ nổi lên tác dụng nghịch thiên, sát khí vẫn còn nhưng vẫn chưa nhảm vào hắn. Diệp Phạm không dám uống mảnh tuyền của đại đế cổ, đây là một thứ tốt nhưng có thể có ẩn chứa sát khí. Quỷ đang phát ra vầng sáng ngăn chặn chất lỏng trong suốt ở bên ngoài. mệnh tuyền tiên khí ngút trời, chất lỏng trong suốt tàn trong mùi thơm ngát diệp phàm cầm chiếc đèn thân người mật quỷ đột nhiên lặn xuống chỗ sâu muốn tìm hiểu cho rõ rốt cuộc mơ hồ hắn thấy được phía dưới cũng có bốn thành sát kiếm màu đỏ rậm mặc dù phong cách cổ xưa tự nhiên nhưng thấu phát ra sát khí tuyệt thế chẳng lẽ ta thật có thể lấy đi bốn thanh kiếm ư trong lòng diệp phàm nhảy rộn đúng lúc này cách rất xa tuy có sát khí xuyên thấu qua màn hạo quang của quỷ đang tiến vào, nhưng cũng không đã thương được hắn. Điều này càng làm cho trong lòng hắn sinh ra một tia trở mong. Ô, không đúng, dưới nước còn có một tòa động phủ. Diệp Phạm vô cùng kinh hãi. Nói chính xác đã có một tòa đài gương đá, mà vô cùng bóng loáng, xuyên qua có thể nhìn thấy một tòa động phủ treo ở trong bệnh tuyển nhãn. Cách đời này là rất xa. Đây là một hiệu ứng của pháp trận Băng không, hắn không thể nhìn thấy được. Khoảng cách bốn thanh sát kiếm không xa lắm. Trong này có liên hệ gì đây? Diệp Phạm xuyên qua đài xương. Cẩn thận, quan sát. Toàn động phủ kia rộng rãi và khí thế hùng tráng. Giống như cổ quyết thiền đỉnh. Rộng lớn khiếp người. Nhưng yên tĩnh không một tiếng động. Trong bệnh tuyền của cổ nhân đại đế, xuất hiện thứ này khiến Diệp Phạm cảm thấy thật là quỷ dị. Trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Đây là người nào? mà lại cư ngụ ở nơi đây? Một con khỉ. Hắn nhảy dựng trong lòng, thay đổi một góc độ, nhìn xuyên qua đài gương. Hắn nhìn thấy một con khỉ, toàn thân bộ đồng vàng lập lánh, rực rỡ đến lóa mắt, giống như hoàng kim luyện chế mà thành. Diệp Phạm bây giờ ngẩn ngơ, hắn gần như không thể tìm được hai mắt của mình. Đó không phải đấu chiến thánh viên sao? Quá giống thánh hoàng tử với đấu chiến thắng Phật. Điểm khác biệt duy nhất là hắn có sáu cái lỗ tai. Đây chẳng lẽ là lục nhĩ mi hầu trong truyền thuyết sao? Diệp Phong khiếp sợ, không ngờ nó cứ ngủ trong bệnh tuyển nhán của đại đế cổ. Con thần viên nhắm mắt, miệng rộng, bộ lông màu vàng rực rỡ chói mắt, ngồi xếp bằng trên một cái bộ đoàn không nhúc nhích, y hệt như hoàng kim luyện chế thành. Thực đúng là lục nhĩ mi hầu, điều này làm cho Diệp Phạm trợn mắt, há hốc mồm. Quá giống thánh hoàng tử, quả thực giống nhau như đúc. Nếu nó không có sáu tay, có thể hắn đã nhận lầm cũng không chừng thật là quỷ dị nó làm thế nào để đi vào đây diệp phàm cảm xúc phập phồng khó có thể bình tĩnh điều này thật sự rất kinh người đây chính là bệnh tuyển nhãn của thiền tồn cổ con kỳ này nhưng lại nghịch thiền đến mức có thể cư trú ở trong này ư thật là không phù hợp lẽ thường cũng không phải thần nhân có thể làm được có linh bảo trận đồ cộng thêm bốn thành sát kiếm ai cũng tranh phong cầm đại đế bình đến đây đều không nhất thiết phá ra được chẳng lẽ giống như ta cũng có được cổ khí và pháp văn của linh bảo thiên tôn để lại thế gian sao diệp Phong lầm bầm tự nói đài gương chuyển động nó cũng không phải ngừng một chỗ mà chìm nổi trong mệnh tuyển phong cách cổ xưa mà tự nhiên nó nhoáng lên một cái thân ảnh con khỉ kia cũng mở đi diệp vằm di chuyển thân hình nhưng bất kể điều chỉnh góc độ như thế nào đều không nhìn thấy rõ ràng có một đám phủ văn hỗn độn lấp lánh gần như cha đài cường kia lại nó còn sống hay đã tọa hóa diệp phàm không thể xác định sinh linh kia giống như một tượng đá không nhúc nhích chút nào và mang lại cách quá xa không thể xác định lục nhĩ mi hầu là một chủng tộc nghịch thiên cũng không biết đã qua mấy chục vạn năm hôm nay có thể nhìn thấy nó khiến diệp phàm có cảm giác không thể tưởng tượng ở địa phương này nhìn thấy loại sinh linh này hắn có một loại dự cảm bất hảo đây chính là tồn tại bộ tộc cường đại siêu cấp. Nếu thật sự còn sống, nhảy ra, tất nhiên là một hồi đại sát kiếp. Diệp Phong cẩn thận quan sát, tuy rằng đài gương mơ hồ, nhưng vẫn như cũ, có thể nhìn thấy một ít. Nó hiện ra động phủ rộng lớn, khí thế hùng tráng, nhưng lại có một chút ý vị tiền ra, tràn ra từng đợt từng đợt tiền khí. Vận kiến trúc này không giống như là tồn tại từ trước trong mệnh tuyển, mà là được hậu nhân gì rời vào trong. Bởi vì chỉ có bốn thanh kiếm tiên kia có tư cách được dựng dục ở trong này. Còn các bảo vật khác khó có thể nhập chủ trong bệnh tuyển của thiên tồn cổ. Diệp Phạm nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện chỗ khác thường. Toàn động phủ đó giống như một đoạn núi bị người ta cắt đứt di chuyển tới đây. Mặt trên có vết cắt rất phẳng. Thật khó lường, xem ra đúng là lục nhĩ mi hầu kia đã di chuyển động phủ tới đây. Xem nơi này trở thành tiên gia bảo địa để tu đạo trong này. Đúng lúc này, đám phù văn hỗn độn ảm đạm đi, suốt cuộc động phủ sáng tỏ hơn một ít. Diệp Phạm vội vàng mở nguyền thiền nhãn cho mà xem. Ô, đạo phù thần văn cùng với kinh thư này. Trên vách đá trong động phủ kia, có một số chỗ hắn có thể chạm tới. Mặt trên có các chi chết các loại cổ văn, dấu vết đoàn lộ, tràn ngập phong cách năm tháng cổ xưa. Diệp Phạm tập trung ánh mắt, nhìn thấy một ít văn tự, thuộc loại độ nhân kinh, có ẩn chứa một loại ma được quỷ dị và vô cùng lớn đồng thời còn có một số kinh văn khác đáng tiếc chỉ có thể là xem vụn vật thôi phù đệ này không giống như của người ngoài ngược lại như là thuộc về trí linh bảo thiên tôn diệp phàm lộ ra vẻ mặt kỳ dị hắn hơi suy nghĩ một chút liền phòng đoán ra đại khái một điều lục nhĩ Mi hầu có may mắn lớn chiếm được một tòa động phủ của linh bảo thiên tôn liền cắt đi vận chuyển đến đây không thể nghi ngờ chỗ đan trang này lai lịch không phải là nhỏ, bằng không sao có thể bình yên chìm trong bệnh tuyền của thiên tôn cổ, và lại để bốn thanh sát kiếm kia đều cảm ứng được khí cơ quen thuộc. Nó hẳn là đã tọa hóa rồi chứ. Diệp Phạm quan sát một hồi lâu, rồi đưa ra phán đoán như vậy. Mấy năm nay, khô hải không yên tĩnh, cũng không thấy lục nhĩ mì hậu xuất thế. Hắn cảm thấy hơn phần nửa nó là một thi thể. Hắn tiến tới gần đài cương, muốn thông qua đó xác định toàn động phủ kia. Nếu có thể đi vào thì đi vào. Nó không chừng lại có may mắn lớn. Thế nhưng mới vừa tới gần, đến nghe được một tràng tiếng rung động rất nhỏ. phủ văn hỗn độn trên đài sườn sáng lấp lánh. Thần bí khó lường, to động phủ kia càng thêm bờ hồ. Hơn nữa, bốn thanh cổ kiếm phía dưới tỏa ra sát khí kinh người. Tuy rằng không có ngân lên, nhưng cũng là chấn khiếp tâm hồn người ta. Hiển nhiên có sát khí vọt vào tại đây. Nếu không nhờ có chiếc đèn thân người mặt quỷ, hơn phân nửa, hắn phải vỡ nát tan tành. Sát kiếp này quả nhiên là thần bí đáng sợ. Động một cái là đổ máu phơi thay. Mặc dù có cái đèn đồng thau của linh bảo thiên tôn cũng không được. Không có cách nào tới gần. Xem ra, tòa động phủ đó có ý nghĩa thật sự phi phàm, được bốn thanh kiếm tán thành còn hơn cả cổ đăng. Mà đúng lúc này, suốt cuộc diệp phàm cũng thấy rõ bốn thành sát kiếm. Trên thần kiếm màu đỏ sậm, có cảnh tượng sát tiên, một đàm nhân bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị trừ thần. Đây hẳn không phải chính là linh bảo thiền tồn chứ. Diệp phàm chấn động tâm thần, trên thần bốn thành sát kiếm không có đồ văn nào là giống nhau. Có cảnh tượng tru tiên, có biển máu phá hủy vũ trụ, cũng có vạn linh thầy đầy đất. Khí tức cuồn cuộn, cuộn mãnh liệt vô cùng thảm thiết, một một thành sát kiếm đều giống như từng cắn nuốt máu huyết của ức vạn sinh linh. Rõ ràng nó chìm ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng tàn phát ra một loại khí cơ trời sụp đất nứt, như sắp hủy diệt vũ trụ. Bốn thanh kiếm đại biểu cho hủy diệt. Hơn nữa, Diệp Phạm ý thức được rằng chúng là một cái trình thể, chỉ dựng dụng có một thần linh, phần ra trong bốn thần kiếm, nghiêm khắc mà nói, đây chỉ là một kiện bình khí đế binh, Chỉ có một hợp nhất một chỗ mới có thể vô địch thiên hạ. Một khi tách ra, hơn phần nửa ủy lực sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên trên đời này cũng không ai có thể tách rời chúng ra được. Trận đồ vừa hiện, lập tức xem như một vị đại đế cổ sống lại, tự mình chủ đạo sát kiếm này. Có được bốn thanh kiếm cùng với trận đồ là có thể vô địch trên trời dưới đất, nhưng khó có thể thu lấy vào tay. Diệp Phạm cho mày tiếc nuối. Hắn miệng tụng độ nhân kinh, tay cầm chiếc đèn thân người mặt quỷ, ngồi xếp bằng trong mệnh tuyển, để cho tâm thần bình thả lỏng, tự trao đổi kết nối cùng bốn thành sát kiếm muốn nhận được tán thành của bọn chúng. Thế những bốn thanh kiếm như vực sâu dưới đáy biển, sâu không lường được. Mặt trên cảnh tượng sát tiên máu chảy đầm đìa, giống như tái hiện chân thật, hóa thành một áp lực đạo ngân, bức diệp phạm phải thối lui. Không được, bốn thanh kiếm tiền này quá nhiều sát khí. đừng kìm thiên hạ, không ai có thể nắm trong tay, cần phải có trận đồ mới có thể thu lấy. Diệp Phạm thâm thở dài một tiếng, hắn không có, tiếp tục, mạo hiểm.